chào các bạn. Ngày nay nhiều người đã chọn chế độ ăn chay hay thường xuyên chọn những món ăn chay cho bữa ăn hàng ngày, không phải chủ yếu vì tôn giáo nữa. Đối tượng ăn chay ngày càng đa dạng, từ người già đến thanh niên hay trẻ em. Bởi vì món ăn chay bao gồm nhiều chất xơ, vitamin, chất béo tốt và protein từ thực vật, rất có lợi lâu dài cho sức khỏe. Từ đó, để cải thiện tình trạng sức khỏe, nhiều người đã bổ sung những món chay vào trong những bữa ăn chính của mình để đẩy lùi các nguy cơ bệnh tim mạch, giảm cholesterol, cải thiện quá trình hấp thụ chất béo, đồng thời cũng làm giảm stress. Vì vậy hôm nay, xin giới thiệu đến các bạn một nhà hàng chay tọa lạc tại Kenley, số 159 Kenley Drive, Kenley, Melbourne. Ở đây chúng ta sẽ được phục vụ rất nhiều loại thực phẩm tươi ngon, bổ dưỡng, được làm từ thực vật. Dù bạn là một người thực vật, tham gia các món ăn bổ dưỡng và ngon miệng, bạn sẽ thấy rất hài lòng. Tất cả những gì bạn có thể ăn ở nhà hàng thuần chay này với nhiều loại món ăn ngon từ thực vật mang đến cho bạn nhiều lựa chọn ăn uống lành mạnh, không giống bất kỳ một nơi nào khác. Với thực đơn tự chọn, luân phiên, món ăn mang đi, các món ăn đặc biệt hàng ngày và thực đơn gọi món, bạn sẽ thấy câu nói nên cải thiện thực đơn hàng ngày cho gia đình trở nên thật là thiết yếu. Nhân dịp lễ Phật đản lần thứ 2646, nhà hàng có tổ chức một bữa cơm chay từ thiện miễn phí vào ngày 14 tháng 5 năm 2022 nhằm ngày 14 tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần từ 12:30 PM tới 1:30 PM. Xin mời tất cả quý vị đến để cùng tham gia. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý đồng hương Phật tử dành chút thời giờ quý báu về chùa tham dự buổi lễ.
kính chúc quý vị và gia quyến một mùa Phật đản an lành và sức khỏe vô biên.